Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh cũng tổ chức hội nghị tổng kết công tác phát thanh và truyền hình năm 2019 và hội nghị cán bộ viên chức năm 2020. Theo báo cáo tại hội nghị, năm qua Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh đã đổi mới nội dung, hình thức thể hiện nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công tác tuyên truyền và nhu cầu khán thính giả. Các chương trình của đài luôn bám sát và phản ánh kịp thời các sự kiện chính trị, kinh tế và xã hội của cả nước, khu vực, đặc biệt là của tỉnh. Tuyên truyền có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, của Đảng bộ và chính quyền địa phương. Trong năm qua, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Nội dung các chương trình, bản tin không ngừng được cải thiện, nâng cao, không chỉ đáp ứng yêu cầu thông tin tuyên truyền mà còn thu hút được nhiều khán thính giả theo dõi thông qua các chương trình giải trí, game show. Các sản phẩm, chương trình ngoài phát trên sóng phát thanh và truyền hình còn được chuyển tải trên trang web và các trang mạng xã hội, YouTube, fanpage, qua đó mở rộng khả năng tiếp cận khán giả. Đài đã thực hiện 2.555 chương trình bản tin thời sự, 1.686 chương trình chuyên đề chuyên mục dịch thuật, 1.979 chương trình văn nghệ giải trí và 47 bộ phim tài liệu, phát sóng 2.160 tập phim Việt Nam và 1.787 tập phim bộ nước ngoài. Năm qua, Đài tổ chức truyền hình trực tiếp 69 chương trình phối hợp với các sở ngành địa phương và doanh nghiệp thực hiện nhiều bản tin chuyên đề, phim tài liệu theo đơn đặt hàng, chủ động tâm thế tiến đến tự chủ tài chính hoàn toàn vào năm 2020. Doanh thu dịch vụ quảng cáo của Đài vượt kế hoạch đề ra, đưa Đài BRT trở thành một trong số ít các đài phát thanh và truyền hình trong cả nước đạt và vượt chỉ tiêu này. Năm 2020, trước xu thế cạnh tranh quyết liệt giữa các kênh truyền thông, đặc biệt là tự chủ tài chính, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh sẽ tập trung đầu tư có trọng điểm để nâng cao chất lượng một số chương trình, bản tin thời sự, chương trình giải trí, phối hợp sản xuất các chương trình thể thao và các sự kiện văn hóa nghệ thuật để thu hút khán giả, tiếp tục phát triển các chương trình trực tuyến trên trang thông tin điện tử brt.vn và kênh YouTube brtgo.com.